Hoan hỷ đón chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy may mắn của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Thờ cúng tổ tiên là phong tục lâu đời của người Việt Nam, tuy nhiên ở xã hội hiện đại ngày nay, mọi người thường thờ cúng như một phần trách nhiệm và thói quen mà không mấy quan tâm đến việc sắp xếp phòng thờ, ban thờ sao cho đúng phong thủy để góp phần thu hút tài lộc, vượng khí, giúp cho gia chủ tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Trong video ngày hôm nay, phong thủy may mắn sẽ bật mí cách bài trí phòng thờ giúp gia chủ nâng cao hồng phước, đón nhận vận may và xua tan những khó khăn xui xẻo có thể xảy ra. Quý vị hãy lắng nghe và áp dụng ngay nhé! Bài trí ban thờ chuẩn phong thủy giúp gia chủ tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Hướng vị trí đặt phòng thờ, ban thờ theo phong thủy, vị trí bố trí phòng thờ hay là bàn thờ trong nhà chiếm tới 70-80% giá trị trong phong thủy. Phòng thờ, bàn thờ phải được đặt ở nơi có khí trường tốt nhất của phong thủy ngôi nhà, tốt so với mệnh chủ nhà để mang lại tài lộc sức khỏe cho gia đình. Đối với nhà phố thì ngày nay với những ngôi nhà phố khi thiết kế nhà ở, khu vực thờ cúng thường được đặt ở một phòng riêng biệt tại tầng trên cùng của ngôi nhà. Tôn kính trang nghiêm không phạm vào phong thủy, đồng thời cũng rất thuận tiện cho việc cúng lễ và hóa vàng ngoài trời. Không nên đặt ngay trong phòng khách dưới tầng trệt bởi không thông thoáng, nhang khói khó thoát và làm giảm tính tôn nghiêm. Đối với những căn hộ chung cư thì không gian sinh hoạt bị hạn chế hơn nên bố trí nội thất trong nhà. Kiến trúc sư thường sắp xếp nơi thờ cúng ở không gian phòng khách thoáng khí với các loại bàn thờ treo kích thước nhỏ. Lưu ý không đặt ở vị trí có gió thổi hay là ánh nắng chiếu vào vì nơi thờ cần tĩnh âm. Về hướng của phòng thờ hay là bàn thờ, theo cách cơ bản nhất nên bố trí hướng ngược lại với hướng người đứng thắp hương. Ví dụ, mặt người đang thắp hương hướng về phía Tây. Để thắp hương thì hướng của bàn thờ là hướng Đông. Hướng bàn thờ cũng phải tốt với mệnh chủ như là hướng sinh khí, hướng thiên y, hướng diên niên, hướng phục vị. Để xác định mình sẽ luôn gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống cả về sức khỏe và tài lộc. Bàn thờ phải luôn sạch sẽ và thường xuyên thắp nhang, điều này đặc biệt quan trọng. Nếu bàn thờ hướng trực tiếp ra cửa chính thì tượng thần thánh hoặc là vật thiêng liêng phải đặt trên bàn kệ cao. Đèn trên bàn thờ luôn bật sáng để thu hút năng lượng dương. Trong ngôi nhà truyền thống của người Việt, bàn thờ tổ tiên thường đặt tại gian chính. Gian chính lại là chỗ tiếp khách nên nhiều người cho rằng hai không gian này là một. Bài trí trên bàn thờ tùy theo kích thước ngôi nhà, điều kiện sinh hoạt mà bài trí bàn thờ ra tiếp khác nhau. Thông thường thì có 3 bát hương. Bát hương giữa thờ trung thần linh, thổ địa, bát hương hai bên là bàn thờ gia tiên và bà cô ông mãnh. Phía trước bát hương, ở giữa bày cánh đài nhỏ với 3 chén đựng nước sạch, hai bên là hai đĩa bày hoa quả tươi và trầu cau hoặc là tiền và mã. Phía sau bát hương là bộ bình để hoa tươi và nến, tùy theo chất liệu mà sự bài trí cũng khác. Với bộ sứ tam sự bao gồm bát hương, hai cây đèn hoặc là hai con hạc đội đèn, bộ ngũ sự có thêm hai bình đựng cắm hoa tươi và để thắp hương. Bộ tất sự có thêm hai bình đựng nước và gạo với đồ đồng. Tam sự có đỉnh đồng, hai thế bát hương và hai con hạt. Ngũ sự có thêm hai ống hương và tất sự có thêm đôi đèn. Như vậy bài trí của đồ đồng có tính trang trí thẩm mỹ là chính, còn bài trí của đồ sứ thiên về tính thờ cúng và tâm linh hơn. Khi bố trí bàn thờ Phật thì cần cao hơn và tách biệt bàn thờ gia tiên. Nguyên tắc chiếu sáng ở phòng thờ. Phòng thờ ở gia đình thì phải tạo được không khí trang nghiêm, ấm cúng, tránh tạo cảm giác lạnh lẽo. Phòng thờ thường được bố trí có diện tích nhỏ, vậy bạn nên chọn những đèn treo nhỏ cho tương xứng với phòng, tránh treo các loại đèn chùm lớn gây mất cân đối. Cần chú ý là bố trí ánh sáng đèn không được chiếu thẳng vào người ngồi khi hành lễ cúng bái. Nếu tường sơn của phòng thờ có màu sáng thì không nên lắp nhiều bóng đèn, sẽ ảnh hưởng đến tính chất trang nghiêm của nơi thờ cúng. Chỉ nên bố trí khoảng 2-3 loại ánh sáng, tường có treo tranh nên bố trí hai đèn âm, tường cân xứng hai bên bức tranh. Bố trí hoành phi câu đối thờ,
Trong không gian thờ cúng tổ tiên của mỗi gia đình người Việt đều dành một phần trang trọng nhất để treo những bức hoành phi câu đối. Đây là nét văn hóa đặc sắc trong đời sống tâm linh của người dân. Hoành phi thường được sơn son thiếp vàng, có bức hoành phi hình cuốn thư, chữ viết trên hoành phi đều tỏ lòng tôn kính của con cháu đối với tổ tiên, ghi tụng công đức của tổ tiên, ghi lại những lời răn dạy con cháu, hoặc là ước nguyện cầu mong sự bình yên, thái bình. Hai bên bàn thờ còn có đôi câu đối. Ngoài dùng trang trí đôi câu đối còn ghi lại những lời răn dạy con cháu, những giá trị truyền thống ca ngợi của dòng họ hoặc là cầu mong thái bình thịnh vượng. Mỗi gia đình đều lựa chọn chỗ trang trọng nhất để đặt bàn thờ. Tuy nhiên, không phải ai cũng bài trí phòng thờ đúng phong thủy. Một vài lưu ý quan trọng trên. Trong việc sắp xếp lựa chọn vị trí đặt bàn thờ gia tiên sẽ giúp gia đình luôn êm ấm và bình an. Những kiêng kỵ khi bài trí bàn thờ. Ngoài những kiêng kỵ như trên bàn thờ bài vị, trên bàn thờ không được sát tường. Trong phong thủy bàn thờ thì vị trí đặt tượng thần Phật phải sát tường mới tốt, nhưng bài vị tổ tiên lại ngược lại, không nên đặt bài vị sát tường. Nếu không, nhìn từ góc độ phong thủy sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ, thậm chí vận mệnh cả đời của con cháu. Nếu đặt bài vị sát tường thì nên tạo một khoảng trống nhỏ giữa bài vị của tổ tiên và tường. Hướng của bàn thờ không được ngược lại với hướng của nhà. Quan niệm phong thủy cho rằng, việc đặt hướng bàn thờ ngược với hướng nhà là điều tối kỵ và việc này sẽ khiến cho gia đình không hòa thuận, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến việc không có con nối dõi. Vì vậy, phải đặt lại vị trí bàn thờ để tránh được những vận xấu. Bàn thờ không được xung với cửa. Hai bên cửa của bàn thờ không nên xung với cửa hoặc là đường con. Hai bên của bàn thờ không nên xung với cửa hoặc là đường cái. Cho dù là cửa phòng, cửa chính, cửa nhà vệ sinh hay là cửa nhà bếp đều không được. Trong đó, cửa nhà vệ sinh và cửa bếp là nghiêm trọng nhất, sẽ ảnh hưởng đến vận thế và sức khỏe của cả gia đình, dễ bị tiểu nhân hãm hại. Không được để đồ phía dưới bàn thờ. Nên giữ sạch sẽ khu vực phía dưới bàn thờ, đồ đạc không nên chất đống ở không gian này. Nhất là đồ điện hay là bể cá cảnh đều không nên để ở phía dưới bàn thờ vì gây nên hiện tượng sa sút tinh thần hoặc là làm hao hụt tài sản. Nếu có đặt đồ ở phía dưới thì đó chỉ nên là một chiếc la bàn. Bên trái bàn thờ không sạch sẽ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình. Bên phải bàn thờ không nên đặt đồ điện bởi vì như vậy sẽ phạm vào sát khí của bạch hổ, dễ xảy ra chuyện không may. Có thể hóa giải bằng cách đặt đồ điện lớn sang chỗ khác, bên phải bàn thờ đặt sang một đôi tỳ hưu hoặc là long quy, có thể hóa giải sát khí, cải thiện môi trường phong thủy. Bàn thờ không được gần bếp và phòng vệ sinh. Phía sau bàn thờ nếu như là bếp sẽ tạo ra hỏa sát rất là nặng, vận thế của gia đình sẽ không ổn định hoặc là giảm sút, ảnh hưởng đến phong thủy khác của gia đình. Còn nếu bàn thờ sát với phòng vệ sinh là tội không tôn trọng thần linh và tổ tiên, dễ gây ra các vấn đề về sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Bàn thờ không được đặt dưới xà ngang. Nếu xà ngang trên trần nhà ở ngay trên bàn thờ thì sẽ sản sinh ra sát khí áp lực khiến cho các thành viên trong gia đình đau đầu, thần kinh suy nhược, nặng thì khiến vận thế trong gia đình bị ảnh hưởng. Ngoài ra thì bàn thờ không nên đặt trên tầng thượng có mái tôn, cửa kính hay là tường kính. Không đặt bàn thờ bên dưới là lỗ thoáng hay là cửa sổ. Bàn thờ kiêng kỵ dầm nhà đè xuống. Không được để vật nhọn xung quanh chiếu vào bàn thờ. Không để các linh vật thú dữ trong phòng thờ như là sư tử, hổ, chó hay là kỳ lân. Bàn thờ đại kỵ đặt ở lối đi. Bàn thờ đại kỵ dùng gỗ đã dùng rồi. Kiêng kỵ khi bài trí bàn thờ. Việc lập ban thờ thường được tiến hành đồng thời với nhập trạch, cho nên việc lựa chọn thời gian có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nó ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống sau này của gia chủ. Ngoài thời gian phù hợp nhập trạch cúng tế hay là hợp tuổi gia chủ, người ta còn chú ý đến thời điểm có sao bắt bạch để hóa giải sát khí. Kiêng kỵ về người lập bàn thờ. Người xưa cho rằng phụ nữ mang thai có nhiều tạp khí không nên động chạm vào bàn thờ hay là bát hương. Hơn nữa thì người bốc bát hương nên là gia chủ chứ không cần thiết phải nhờ người khác. Cốt sao là sự thành tâm và tay chân sạch sẽ khi thực hiện. Kiêng kỵ về bố trí trên bàn thờ. Bàn thờ gia tiên không phải là nơi phô trương hay là trưng bày những thứ không liên quan đến thờ cúng. Không bày lên bàn thờ, nhất là giấy công đức ở đình chùa. Nếu thờ gia tiên cùng Phật hay là thờ mẫu, cần tách riêng bàn thờ hay thờ mẫu, bàn thờ gia tiên để thấp hơn và tách biệt.
kiêng kỵ về đồ lễ trên bàn thờ. Quan trọng nhất là hương hoa, phải thắp hoa quả tươi, hoa tươi và nước sạch, tránh các loại đồ giả, quả nhựa. Đồ thờ cúng xong rồi thì nên bỏ xuống để thụ lộc, tránh bày để từ tháng này qua tháng khác, không nên để lễ mặn hay là tiền mặt trên bàn thờ. Quý vị thân mến, bàn thờ đại diện cho sinh khí, sự vượng cát của một gia đình. Chính vì thế mà việc bày trí bàn thờ, phòng thờ theo đúng phong thủy là điều rất cần thiết để thể hiện lòng thành kính, hướng về cội nguồn, thần linh của gia chủ. Nếu vô tình phạm phải những điều này thì vô tình ta có thể rước họa vào thân. Các bạn hãy tuyệt đối lưu ý. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đừng quên đăng ký kênh của Phong Thủy May Mắn để đón xem chương trình mỗi ngày. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô chú, quý anh chị trong những video tiếp theo.